Trân trọng chào đón quý khán giả của Người Việt TV đến với câu chuyện thời sự hàng tuần. Hôm nay là thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024. Ngày mai thứ Bảy, 24 tháng 2 là đánh dấu cuộc chiến Ukraine sẽ bước vào năm thứ Ba. Và trong hai năm qua, đồng minh Hoa Kỳ đã đi từ chỗ là Quốc hội lưỡng đảng Mỹ, đồng lòng dành sự ủng hộ nhiệt tình cho Ukraine, sẵn sàng cung cấp hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự để mà hỗ trợ Ukraine trong công cuộc bảo vệ, độc lập bảo vệ chủ quyền đất nước, chống trả cuộc xâm lăng từ Liên bang Nga. Cho đến thực trạng ngày nay, một dự luật cung cấp 61 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine đang mắc kẹt ở Hạ viện, mặc dù đã được phía Thượng viện thông qua, chủ yếu là do sự chống đối đến từ cựu Tổng thống Donald Trump trong vị trí ứng cử viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Thưa quý vị, nhắc lại, hơn một thập niên trước khi mà đội quân của Nga tiến vào bán đảo Crimea và Putin tuyên bố xác nhập Crimea vào lãnh thổ Nga, hầu hết Đảng Cộng Hòa đã mạnh mẽ lên án sự gọi là mê miếu của chính quyền Obama. Nhưng nay thì tình thế đảo ngược. Trong hai năm qua, chính quyền dân chủ của Tổng thống Joe Biden lãnh đạo Liên minh Quân sự các nước, dân chủ Tây phương và khối NATO để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Trong khi Đảng Cộng Hòa với sự trở lại của Donald Trump thì lại đang tỏ thái độ gọi là quay xe muốn bỏ rơi Ukraine. Vào ngày 17 tháng 2, Ukraine đã phải rút lui khỏi thành phố chiến lược Avdiivka ở đông Ukraine để bảo toàn lực lượng trong hoàn cảnh thiếu hụt đạn pháo trong lúc mà viện trợ Mỹ như sợi chỉ mảnh treo chuông. Qua đó trao cho Nga một chiến thắng quân sự đáng kể trước thêm một cuộc bầu cử gọi là giả hiệu ở Nga, nơi mà Putin được cho là sẽ làm thêm một nhiệm kỳ thứ năm. Và ngày hôm nay 23 tháng 2 thì có tin là lãnh đạo dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer sang bên Ukraine gặp Tổng thống Zelensky để mà chấn an là bằng cách nào đó viện trợ Mỹ rồi đây sẽ đến tại Ukraine. Tuy nhiên thì đến nay Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một đồng minh của ông Trump vẫn khước từ việc đưa dự luật này ra sàn biểu quyết. Mặc dù khả năng cao là xã hội đủ số phiếu lưỡng đảng để mà thông qua chót lọt. Chỉ cần ông Johnson gọi là bớt sợ ông Trump bớt lò mất ghế để mà bật đèn xanh tiến hành bỏ phiếu. Thế nhưng viễn ảnh này vẫn còn xa vời. Và tại hội nghị an ninh ở Munich vào ngày 17 tháng 2, Tổng thống Zelensky khẩn nài quốc tế đừng bỏ rơi Ukraine. Giới chức Ukraine kể về một người lính Ukraine nằm trong chiến hào lầy lội với tiếng đạn pháo Nga nổ gần đó, liên tục lướt điện thoại để tìm dấu hiệu Hạ viện Mỹ sẽ phê duyệt viện trợ quân sự hay chăng? Thưa quý vị, những người lính Ukraine ở tuyến đầu, họ biết rõ tính mạng của họ, của đồng đội và số phận đất nước họ hiện nay là hoàn toàn lệ thuộc vào viện trợ cũng như là vũ khí của Mỹ. Và tại châu Á thì trước sự trần trừ của Mỹ với viện trợ Ukraine vào hôm 18 tháng 2, Đài Loan tố cáo lực lượng hải cảnh Trung Quốc xông lên kiểm tra một cái tàu du lịch ở gần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát ở bên ngoài bờ biển Trung Quốc. Dường như là tập cận bình đang thăm dò cơ hội để mà thay đổi hiện trạng tại eo biển Đài Loan hay chăng. Câu chuyện thời sự tuần này sẽ phân tích viện trợ Ukraine liên quan ra sao đến lợi ích an ninh và kinh tế của không những là của Ukraine mà là của nước Mỹ và cả thế giới. Bài học nào sau 2 năm chiến tranh và vấn đề mà không ai muốn nghĩ đến? Đó là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Putin thắng cuộc chiến Ukraine? Vị khách mời của chương trình hôm nay, tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Xin kính chào anh Nguyên. Dạ vâng, tôi Lê Minh Nguyên kính chào toàn thể quý vị khán thính giả và chào cô Bích Trâm. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Minh Nguyên và kính thưa quý vị, sở dĩ mà đến nay Ukraine vẫn chưa bị Nga thôn tính, chúng ta biết phần lớn là nhờ vào viện trợ của Mỹ, thì cũng như là của Liên Âu và các đồng minh của các nước dân chủ và trong hai năm qua thì Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine hơn 47 tỷ viện trợ quân sự. Phần lớn hay là 2 phần 3 số tiền đó là được dùng để mua vũ khí, đạn dược từ các công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ, cung cấp cho quân đội Ukraine, góp phần tạo công an việc làm cho người dân Mỹ. Vũ khí Mỹ từ hỏa tiễn diệt xe tăng Javelin, hỏa tiễn phòng không vác vai Stinger, hệ thống hỏa tiễn tầm xa HIMARS, xe tăng Abrams, rồi gần đây nhất là hệ thống phòng không tân tiến Patriot. Phải nói là hàng loạt những cái vũ khí tân tiến như vậy đã ngăn chặn hiệu quả đà tiến của quân đội Nga vốn vượt xa Ukraine về quân số và tiềm lực quân sự. Và cuộc phản công năm ngoái của Ukraine, mặc dù không đạt kết quả như mong đợi, nhưng mà sự kiện đáng kích lệ đối với Ukraine gần đây đó là thắng lợi mà họ giành được ở Hắc Hải khiến cho các tàu bè của Nga không còn dám mạo hiểm tiến sâu vào giữa biển. Kiev tuyên bố là đã phá hủy 22 tàu và làm hư hại 13 trong số 80 chiếc thuộc mọi chủng loại và trọng tải của hạm đội Nga. Tổng thống Zelensky từng nói là Hoa Kỳ viện trợ võ khí cho Ukraine không phải là làm từ thiện bởi vì xương máu của người người Ukraine chứ không phải là của lính Mỹ đang đổ ra để mà chiến đấu chống lại một cái đội quân thù địch với nước Mỹ. Họ đang bảo vệ cho Ukraine mà cũng là bảo vệ cho an ninh của châu Âu và cả nước Mỹ. Bởi vì Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine và Hoa Kỳ sẽ có nghĩa, nghĩa vụ tham chiến nếu như Putin đánh một nước NATO. Vâng, thưa quý vị và thưa tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Hồi tháng riêng thì còn nghe Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói là chúng tôi lên án Vladimir Putin với sự man dợ và thái độ gây hấn của ông ta thì Putin phải được ngăn lại thế nhưng sau khi ông trump thắng cái cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa rồi New Hampshire Nevada South Carolina ngày mai thì chắc là ông trump cũng sẽ thắng thì hầu hết người cộng hòa hiện nay dường như đã sắp hàng để đứng sau lưng ông tuy nhiên như vừa kể thì viện trợ ukraine cung cấp rất nhiều lợi ích cho nước mỹ như vậy thì câu hỏi đặt ra tại sao ông trump lại chống đối nếu như bảo vì cái chủ nghĩa america first của ông ta với lập luận là phải lo cho nước mỹ trên hết đừng có lo chuyện bao đồng của thế giới thì phải chăng đây là một cái thay đổi đáng ngạc nhiên trong đường lối của đảng mà từng là đảng của reagan đảng mà đã tự hào chiến thắng liên xô trong cuộc chiến tranh lạnh và thưa anh nguyên là sau khi mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa của chúng ta vào năm 1975. Nếu như lần này lại bỏ rơi Ukraine, thì uy tín của Mỹ như là một lãnh đạo của thế giới tự do sẽ ra sao? Xin mời anh. Vâng, cảm ơn cô Bích Trâm. và kính thưa quý vị, thì chúng ta chứng kiến từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump cho cho tới bây giờ, Tổng thống Trump như một ứng cử viên có cái chủ trương và chủ trương này có thể nói rằng được nhiều uh, cử tri trong cái đảng cộng hòa ủng hộ nhất là cái thành phần gọi là maga make american great again và cái khẩu hiệu như cô bích trâm thường nói là american first thì đó là cái phinh hướng uh, một cái phinh hướng lớn mạnh ở nước mỹ uh, ông trump tổng thống trump mà ông làm được gì là ông nhờ có cái base nhờ có một cái hậu thuẫn cái hậu thuẫn đó là thành phần bảo thủ mà tương đối là đứng về phía cực đoan ờ, trong đảng cộng hòa cái thành phần bảo thủ mà ôn hòa thì hiện giờ đang mất tiếng nói và thành phần bảo thủ mà gọi là, là cực hữu thì có tiếng nói rất là mạnh mà cái chủ trương của họ thì cho có lẽ có nhiều cái nguyên nhân đưa tới cái nguyên nhân thứ nhất là có thể nói rằng là cái triết lý của đảng cộng hòa là bởi vì cái nền tảng là tư bản Làm sao cho tư bản được ra khắp các nơi buôn bán làm ăn Mà cái tư bản làm ăn thì cái bottom line Cái tận cùng cái cuối cùng của họ là làm sao make được nhiều tiền Làm giàu Còn cái chế độ chính trị như thế nào Thì nó không có họ không có quan tâm lắm Thành ra đối với Cộng hòa là làm sao để mà buôn bán làm ăn được phát đạt Chứ còn cái thể chế chính trị chưa có độc tài hay là không độc tài thì nó cũng không có quan trọng. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cái khuynh hướng toàn cầu quá khi mà càng ngày cái truyền thông về vận chuyển, vận chuyển nó càng tiến bộ thì cái quả đất nó nhỏ lại và cái khuynh hướng toàn cầu quá nó mạnh lên. Và chính về phương nước toàn cầu quá mạnh lên và cho có một số những cái lập trường bảo thủ thì họ không muốn cái khuynh hướng toàn cầu quá rất là mạnh và họ muốn thu nhỏ lại làm một cái, một cái coi như là cái chuyện lo cái chuyện của mình thôi chứ còn không có lo chuyện toàn cầu thì cái khuynh hướng đó nó nằm ở trong bên phía bảo thủ nhiều à, nhất là khi mà nước mỹ đại là một anh hình cảnh quốc tế mà không có ai chịu thế mỹ để làm hình cảnh quốc tế để mà giữ trật tự cho thế giới Thành ra Mỹ rất là tốn kém trong cái vấn đề mà làm hình cảnh quốc tế để mà giải quyết tất cả những xung đột, những bằng, uh, mâu thuẫn cỡ khắp nơi trên thế giới. Mà như vậy thì vừa tốn uh, tốn mạng người của binh sĩ Mỹ mà vừa tốn tiền tốn kém uh, mà giờ nó không có làm cho cái phục vụ cái quyền lợi của Mỹ uh, ở tại ở bên trong nước Mỹ thành ra họ có cái hướng họ chống kế nữa là cái cái sự thao túng của những cái nhà độc tài của những chế độ độc tài nhất là mạnh nhất là ở nga putin ở trong chế độ nó gọi là oligarchy tức là chế độ quả đầu và nó cộng thêm kleptocracy tức là chế độ đạo tặc nó vừa quả đầu tức là một nhóm thiểu số người nó nắm hết tài sản của đất nước và đạo tặc là, là nó ăn cắp những cái tài sản đó và nó dùng tài sản đó để mua những cái du thuyền để họ đậu ở bên anh bên ý và bên ở các nơi và họ dùng tiền đó để họ mua chuộc những cái chánh khách của những cái nước dân chủ và họ mua chuộc và họ thao túng những cái cuộc bầu cử trong quá khứ như cô Bích Trâm biết rồi có những cái thao túng bầu cử và mua chuộc chánh khách và chuyện đó xảy ra đã xảy ra và đang xảy ra Ở nhiều nhất là nước nga và kế là trung quốc đã làm những cái chuyện như vậy thành ra do đó con người dù có lo có yêu nước có lo vấn đề đất nước thì nhiều khi cái vấn đề cái đồng tiền trước mặt và đồng tiền quá lớn họ có thể họ bị họ sa ngã điển hình là ở trước đây ở dân biểu ở cái vùng của chúng ta là ông Donald Rorabek ông đó cũng là cái người đã dính líu trong vấn đề mà nhận tiền của Ukraine và ông đã bị scandal và Messi đang và ông đã không ra tranh cử nữa thành ra do đó từ những yếu tố đó nó đưa tới thành đã đưa tới một bộ phận ở chính khách ở trong đảng cộng hòa mà trong đó có khá nhiều dân cử đã bị ảnh hưởng quá rất là nặng của ông Putin và ông Putin ông dùng cái hệ thống tuyên truyền và tình báo của họ để tích cực để mà ảnh hưởng tới cái chính trị của Mỹ điển hình nhất là như là cô Bích Trâm thấy là có cái cái uh, vừa rồi cái một cái ông mà họ vừa bắt cái ông uh, đó là cái ông uh, cái là vào ni ông tố cáo nhà, uh, Hunter Biden cũng là chủng à, Biden, vâng Alexander Smirnov, đúng Smirnov, để để tố cáo và bên phía những cái dân cử cộng hòa họ nói đây đây là những là một cái tin rất là chính xác rất uh -huh. là cao rất là cao độ và những ông dân biểu giống như ông Comer, Jordan đã nhào vô để mà ủng uh -huh. hộ ông này thì bây giờ ông này mới biết ra là tình, tình báo hải mang uh -huh. và làm việc cho tình báo của nga thành ra do đó mà chúng ta thấy rằng là cái vấn đề mà Putin đó tìm cách mà thao túng và mua chuộc những cái chánh khách của bên Âu Châu cũng như Hoa Kỳ rất là mạnh mẽ bởi ừ. vì họ có tiền và tiền họ không để phục vụ để cái dân chúng trong nước nhưng mà họ để mà họ thao túng những cái nền chính trị của những quốc gia dân chủ là bởi vì họ coi đó là những cái nơi mà đe dọa cái cái, cái chính quyền cái cái hệ thống chính quyền gọi là quả đầu và đạo tặc của họ thưa cô vâng nghe anh nguyên trình bày về chủ trương cũng như là triết lý chính trị của phía cộng hòa mà dường như là hiện nay như anh nói là tiếng nói của người cộng hòa bảo thủ cực hữu đang lấn át tiếng nói của người những người cộng hòa ôn hòa cũng như là có thể là có bàn tay lông lá của putin ở đằng sau thao túng thì chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề đó nhưng mà bây giờ nói thêm về vấn đề viện trợ Ukraine. Thì thưa quý vị, tại hội nghị an ninh Munich thì Thượng nghị sĩ Cộng hòa MAGA là ông J.D. Vance, ông có đi tham dự. Và tại Munich thì ông nói là Mỹ không thể viện trợ Ukraine bởi vì ưu tiên của chúng tôi là nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ý nói là Mỹ phải để dành nguồn lực để mà nếu như Trung Cộng đánh chiếm Đài Loan thì Mỹ sẵn sàng nhảy vào mà hỗ trợ. Nhưng mà lập luận này thì sau đó đã bị giới phân tích bóc trần là ngụy biện bởi vì dựa trên những cái phát biểu của ông Trump gần đây đã cho thấy là ông Trump có thể bỏ rơi Đài Loan và đem Đài Loan ra là một cái con cờ thí, một con cờ để mà mặc cả với tập cận bình nếu cần. Trong khi đó thì chủ tịch hạ viện Mike Johnson nói là ông chống viện trợ Ukraine bởi vì ông muốn lo cho cái vấn đề biên giới Mỹ trên hết. Đó tại sao phải bao đồng lo cho thế giới khi mà à, biên giới phía nam nước Mỹ còn đang hỗn loạn? nhưng mà thưa quý vị chính người cộng hòa là cái bên mà đã bác bỏ một cái thỏa thuận trước đó mà bao gồm có tiền cho ukraine rồi thêm tiền để mà củng cố an ninh biên giới phía nam nước mỹ và những thay đổi về luật nhập cư cũng như là luật di trú mà cộng hòa đòi hỏi nhưng mà cộng hòa đã thẳng tay bác bỏ bởi vì ông trump chống đối và ông trump chống bởi vì ông nói đừng có giải quyết vấn đề biên giới lúc này như vậy sẽ trao cho ông Biden một cái món quà chính trị. Vâng, hầu hết giới quan sát thời cuộc họ đều nói là cộng hòa ngăn chặn viện trợ Ukraine là do yêu cầu của Donald Trump và ông Trump không muốn cho tổng thống Joe Biden giành một cái thắng lợi chính trị quan trọng. Như vậy sẽ giúp tăng uy tín của ông Biden trong một một năm bầu cử. Có nghĩa đây là một cái trò chơi chính trị thưa quý vị có nghĩa là ông Trump và Cộng hòa sẵn sàng chấp nhận kịch bản Nga thắng Ukraine nếu như điều này giúp gia tăng cơ hội ông Trump đánh bại ông Biden vào tháng 11. Và ông Trump cũng muốn làm hài lòng nhà độc tài Putin mà ông từng ca ngợi. Hành động xâm lăng Ukraine của Putin là một cái quyết định gọi là thiên tài. À, thưa tiến sĩ Lê Minh Nguyên, bây giờ câu hỏi kế tiếp vào vào ngày 12 tháng 2 thì ông trump phải nói là gây bão dư luận khi mà ông nói là nếu như trở lại bạch ốc thì ông sẽ không có bảo vệ những cái nước thành viên nato nếu như họ không chi đủ cho quốc phòng và ông còn khuyến khích là, là nga muốn làm gì thì làm có nghĩa là hàm ý là nga có thể tấn công những cái nước này và mỹ sẽ không bảo vệ xem như là sổ toẹt nguyên tắc gọi là điều năm của nato thưa tiến sĩ lê minh nguyên phát biểu này nó báo trước những cái điều gì về một nhiệm kỳ thứ nhì của donald trump nếu xảy ra À, vâng thưa cô Bích trăm giờ thưa quý vị nếu à, cái nhiệm kỳ thứ nhì xảy ra và điều đó là cái điều những lãnh tụ của những quốc gia dân chủ ở Âu Châu họ rất là lo sợ là ông tên sẽ coi như ngay ngay nhiệm kỳ thứ nhất là ông ta đã đã, đã bày tỏ rồi tức là ông ta muốn thứ nhất là Âu Châu không đoàn kết thứ hai là vô hiệu hóa NATO à, the, Âu Châu không đoàn kết mà vô hiệu quá NATO là coi như là nó là nếu mà ông trong cái nhiệm kỳ mà bầu cử 2020 mươi nếu mà ông Trump đắc cử nữa đó thì chắc chắn là bây giờ Iran đã được được sáp nhập vô Nga rồi là bởi vì ông sẽ lấy uh, ông đã được ông đặng uh, ông tập cân bình khen là một nhà đại chiến lược là bởi vì biết cách để mà làm cho Âu Châu chia rẽ để, để vô hiệu hóa NATO để Mỹ đứng bên ngoài và Nga sẽ chiếm Ukraine mà gọi là cái binh thư tôn tử nó gọi là cái là chiếm thành mà không cần phải đánh mà không cần phải bị thiệt hại tí đó đó là nghệ thuật cao cả nhất của chiến tranh thì lúc đó là ông Đặng Tiểu Bình khen ông Putin ghê lắm nhưng mà sau khi mà ông Biden ông đắc cử rồi thì giấc mộng của ông Putin không thành Ừ. thành ra do đó mà là ông tập ông cận bình bắt đầu chê ông putin là có một cái người giống như gần như là um, du côn <laughs> thành ra do đó chúng ta thấy là nếu mà ông trump ông đắc cử trở lại thì chắc chắn là uh, nước mỹ giống như nước mỹ ông coi nước mỹ là giống như một cái hòn đảo uh, mà, mà, mà được bảo vệ bởi hai cái biển thái bình dương và đại tây dương thì thế giới bên ngoài có cái gì kể đó nó không phải là chuyện của nước Mỹ nữa thì nếu mà mấy nhà độc tài như Putin hay là Tập Cận Bình đó, thì đây là cơ hội quá lớn để mà Tập Cận Bình có thể lấy Đài Loan hay là đánh cả Việt Nam trong khi đó thì ông Putin thì ông có là ông có, cái cơ hội để ông đánh Âu Châu mà tập Cận bình mà đó mà thấy Putin mà chỉ lo về cái mặt Âu Châu thì bên đây thì ông là ông thao túng cái mặt Á Châu thì coi như là nó là cái đó là cái thế tam quốc chí của cái thế giới và do đó mà chúng ta thấy ví dụ như Nga tại sao đánh Ukraine là bởi vì Nga nói rằng nước Nga không thể hùng cường, không thể mạnh được nếu không có Ukraine. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn tới bản đồ địa chính trị thì Ukraine là cái vùng đại đồng bằng là một cái kho lương thực và một cái nơi mà có thể một cái hậu cần hết sức là phong phú để mà yểm trợ cho cái sự giàu thịnh của nước Nga thành ra Nga không coi Ukraine là một quốc gia mặc dù trong quá khứ đã ký hiệp ước đã công nhận Ukraine là một quốc gia nhưng mà bây giờ nói đem ra để viết lại lịch sử nói là Ukraine không phải là quốc gia thì cho thấy rằng đánh Ukraine và bây giờ Ba Lan cũng rất là lo ngại nếu mà bỏ uh, Mỹ mà bỏ NATO mà để cho Âu Châu chia rẽ thì dĩ nhiên là cái nước kế tiếp là bắt buộc là phải là Ba Lan và kế là ba quốc gia ở vùng Baltic tức là Lithuania, Latvia vân vân thì như Ba Lan là coi như là trước nay bởi vì, vì từ Nga đi qua Âu Châu là Ba Lan và Ukraine là đại đồng bằng đó đại đồng bằng vậy cho đó mà trong cái lịch sử của thế giới chúng ta thấy rằng Nga đánh qua Âu Châu thì đi đi qua đó mà Âu Châu đánh qua Nga thì cũng đi qua đó và đó là cái nơi bị sâu xé và chia rẽ như trường hợp Ba Lan chẳng hạn là đã, đã bị bị sâu xé bởi một bên là nga một bên là đức và ở dưới là thổ nhĩ kỳ trong quá khứ do đó nga bây giờ lập được xin lỗi ba lan lập được quốc gia thì họ bắt đầu họ củng cố họ muốn là vô nato họ vô được nato rồi thì họ được bảo vệ được phía tây là bên phía đức được bảo vệ phía nam bên phía thổ nhĩ kỳ bảo vệ bây giờ họ còn phía đông nữa thôi phía đông là bên phía nga là bây giờ hiện giờ họ đừng lo ngại thành ra do đó thưa cô trả lời của đó là nếu mà ông Trump ông đắc cử nữa thì là Mỹ sẽ thu về giống như một cái ốc đảo và à. Nga sẽ thao túng ở Âu Châu và Trung Quốc sẽ thao túng ở Á Châu. Vâng, tiếp lời tiến sĩ Lê Minh Nguyên, thưa quý vị, phát biểu của ông Trump về NATO quả là nó báo trước việc là một nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump nếu như xảy ra có thể chấm dứt chiếc ô dù an ninh của Hoa Kỳ mà đã bảo vệ các nước bạn bè ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ Latin cũng như là Trung Đông trong gần 8 thập niên qua kể từ đệ nhị thế chiến. Và người dân Ukraine họ đang trả giá bằng xương máu sau 2 năm chiến tranh. Có lẽ là châu Âu cũng rút ra được những cái bài học quý giá để mà châu Âu biết là họ phải tăng cường khả năng phòng thủ và không thể ỷ lại vào Mỹ nữa. Theo Douglas E. Lute, người từng là đại sứ tại NATO dưới thời Obama, cũng như là cố vấn cao cấp của Tổng thống Cộng hòa George W. Bush, thì vị chuyên gia này nói là Nga và Trung cộng không làm sao có thể sánh kịp với mạng lưới đồng minh rộng khắp của nước Mỹ, cũng như là những việc những đồng minh này phụ thuộc vào cam kết của Mỹ. Nhưng mà việc mà tổng thống 45 lại đặt ra nghi ngờ về cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ các đồng minh là làm coi như là làm mất đi cái lợi thế lớn nhất của Hoa Kỳ trước Nga và Trung Quốc, điều mà cả Putin và Tập đều không thể tự mình đạt được. Nhưng với ông Trump, họ lại bất chiến tự nhiên thành. Và bây giờ thì thưa tiến sĩ Lê Minh Nguyên, chúng ta chuyển qua nói về cái chết bí ẩn của nhân vật đối lập nổi tiếng thế giới là Alexei Navalny. Và hôm 16 tháng 2 tuần trước đã qua đời ở một nhà tù ở Bắc Cực. Và điều này làm dấy lên nghi vấn là phải trang lại thêm một vụ hạ độc thủ từ Putin để mà bịt miệng đối lập. Thì việc mà Tổng thống Biden và các lãnh đạo châu Âu đồng thanh lên án ông Putin trước cái chết của ông Navani nhưng mà ông Trump thì không thì khiến cho dân biểu cộng hòa Liz Cheney nói bà nói về gọi là một cái cánh Putin của GOP tức là hiện tượng là một bộ phận của đảng cộng hòa hiện nay nằm dưới sự khống chế không những của ông Trump mà cả ông Putin thì đây có thể là những cái thành viên cộng hòa cực hữu bảo thủ như hồi nãy tiến sĩ Nguyên có nói họ thường xuyên phổ biến ở trên các phương tiện truyền thông quốc tế à, hoặc là của hoa kỳ những cái gọi là talking points mà dập khuôn và có lợi cho putin và nước nga và họ đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại viện trợ ukraine ở quốc hội mỹ thì thưa tiến sĩ nguyên việc mà một chính đảng hoa kỳ lại đang nằm dưới sự khống chế của ngoại bang nó ảnh hưởng ra sao đến uy tín chính trị của hoa kỳ và đảng dân chủ phải làm sao để mà gọi là phá cái thế bế tắc này thưa anh vâng, thưa quý vị và thưa cô bích trâm thì thật ra thì đảng cộng hòa bây giờ thì dĩ nhiên có thành phần như tôi nói là nó có hai cánh đó là cực, cực hữu và trung hữu cái cánh trung hữu thì cái cánh rất là thí dụ như john McCain thuộc về cánh trung hữu và Cheney, cánh trung hữu chẳng hạn là ông thượng nghị sĩ ở utah trung hữu chẳng hạn thì hiện giờ cánh trung hữu là bị tuy là đông nhưng mà bị áp tiếng nói bởi mà cái cánh cực hữu. Và cái uh, cánh cực hữu bây giờ đó thì uh, họ dĩ nhiên là uh, cái người mà tiêu biểu của họ là uh, ông Tổng thống Trump. Và giờ chúng ta thấy rằng là nếu mà uh, uh, cái, cái điều mà, mà chúng ta thấy là họ rất là coi như là À, nhúng nhường với à, dùng chữ quỷ lụy thì hơi yếu ơ, thì thì không đúng lắm nhưng mà nhúng nhường mà cái sự nhúng nhường này á nó đưa tới là cái trong cái lịch sự quá khứ của lịch sử đó khi mà mình nhúng nhường với một nhà độc tài đó thì không Lên phải tới. thì không phải để để tránh được cái thế chiến mà để để lại để, để gây ra thế chiến giống như rồi thời thế chiến thứ hai thế chiến thứ hai thì ông Hitler ổng tấn tới và bên phía tây phương thì nhúng nhường thí dụ ở anh thì ông chamberlain ổng nhúng nhường là ổng phải theo cái chính sách appeasement là, là quỷ lụy thì nó đưa tới là cái thế chiến thứ hai trong khi đó nếu mà cứng rắn á, thì họ thấy rằng là họ thường thường những cái người mà xính vũ lực chuộng vũ lực á, thì họ cái ngôn ngữ của họ họ chỉ biết vũ lực thôi và nếu mà nó họ thấy là cái là cái vũ lực họ thực hiện được thì họ cứ tiến tới nhưng mà họ thấy vũ lực thực hiện không được thì họ lùi thành ra do đó mà cái để mà gọi là thế chiến thứ hai xảy ra hay không thì chúng ta phải đánh cho nga nó gọi là nó thua ukraine và thấy rằng là nga không có thể tham vọng mà gọi là dùng vũ lực để mà xâm lăng những quốc gia láng gì được thì nó mới có thể mà tránh được cái thế chiến nhưng mà nếu mà cứ sợ chiến tranh nguyên tử thật ra những những quốc gia như hoa kỳ cũng như những quốc gia tây phương có, có cái cái nhìn của tôi đó là rất là sợ chiến tranh nguyên tử à. mà nó sợ chiến tranh nguyên tử thì giống như không dám chọc giận uh, putin Thôi nói là ông putin ông có khùng không có thể sử dụng và ông tin ông putin ông biết được điều đó thành ra do đó giờ mới cách đây một hai ngày thì ông leo lên chiếc máy bay mà mà ném bơm chiến lược hạt nhân để ông đi một vòng 30 phút để ông chứng ông gửi cái cái, cái tín hiệu là nếu mày chọc tao tao có thể tao sử dụng bơm nguyên tử thì bây giờ đó là một cái rất là ông mẹ phát cũng vậy là cái ông đã từng làm tổng thống á ông cứ dùng cái đó để mà ông ông đe dọa và nếu mà bên phía tây phương mà tiếp tục sợ thì họ sẽ lấn tới lấn tới và chúng ta sẽ bên phía tây phương sẽ thua thì, thì trở lại vấn đề là bây giờ cái muốn mà nó nó muốn cho chiến giống như một cái ông thủ tướng siêu nó muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh à. À, thành ra rồi mà muốn cho nó ổn định thì mình phải cho những nhà độc tài biết được chiến tranh xảy ra là mấy anh thua mấy anh sẽ sẽ thất bại chứ không phải chúng tôi thua thì có thể mới mới có thể tránh được thư của Bích Trăng. Vâng cảm ơn sự trình bày vừa rồi của tiến sĩ Nguyên và À, thưa quý vị trở lại với vấn đề viện trợ Ukraine bởi vì vì đây là một cái vấn đề rất là then chốt thì trước cái thế bế tắc hiện nay khi mà dự luật cung cấp viện trợ cho Ukraine mắc kẹt ở hạ viện như vậy thì phe dân chủ thiểu số ở tại hạ viện có chủ trương là họ có thể sử dụng gọi là mọi công cụ lập pháp để mà dự luật có thể được thông qua và trong số những cái biện pháp mà họ đang cân nhắc có cái gọi là discharge petition tạm dịch là kiến nghị đi tắt và qua đó là chỉ cần được đa số dân biểu ủng hộ tức là quá 50% là dự luật có thể đưa ra bỏ phiếu ở sàn Hạ viện mà không phải chờ quyết định của vị chủ tịch Hạ viện. Và tin mới nhất ngày hôm nay thứ sáu cho biết là phía Dân Chủ Hạ viện họ đã thực hiện những cái bước thủ tục giấy tờ ban đầu để mà chuẩn bị theo đuổi cái biện pháp này trước sự án binh bất động của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vốn là một chính khách gọi là hiếu kinh nghiệm. Chúng ta biết là ông Johnson đã được ông Trump đề cử vào ghế chủ tịch như một gọi là chọn lựa cuối sau cùng. Sau khi mà Hạ viện trải qua những cái pha đấu đá nội bộ kịch liệt rồi người tiền nhiệm của Johnson là Kevin McCarthy thì bị lật đổ chỉ có sau 9 tháng, như vậy thì chúng ta phải chờ theo dõi diễn tiến của sự việc này và trở lại với tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Um, thưa ông um, cựu cố vấn an ninh quốc gia thời ông trump đó là ông john bolton có nói là nếu như ông trump tái đắc cử thì không biết là điện Cẩm linh hay là bắc kinh nơi nào sẽ ăn mừng to hơn vâng nơi nào sẽ ăn mừng to hơn thì hồi nãy là anh nguyên có bắt đầu nói đến vấn đề này nhưng mà bây giờ xin đặt câu hỏi cho anh nếu như cái điều không thể tưởng tượng nó xảy ra tức là nếu như putin chiến thắng tại ukraine hậu quả sẽ ra sao cho ukraine cho châu Âu, cho Hoa Kỳ và cả thế giới và cũng có ý kiến nói là đây không chỉ là cuộc chiến của Zelensky và nếu như Hoa Kỳ vì chính trị đảng phái mà để cho Putin nuốt được Ukraine hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc không chỉ cho Ukraine mà có thể đưa đến một cuộc thế chiến thứ ba và một cuộc chiến nguyên tử cho cả thế giới thưa anh. Dạ Vâng, à, thì à, như ông hồi xưa là ông cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ thời ông Carter, ông Brzezinski thì ông có nói rằng là ở thế kỷ thứ 21 á, là Ukraine là một cái cột trụ trong cái vấn đề địa chiến lược ở Âu Châu và cái sức mạnh của tương lai cái sức mạnh Hoa Kỳ nó đặt cược ở trên cái Ukraine nếu Ukraine mất thì coi như là cái thế địa chiến lược quan trọng đó, đó nó, nó mất thì có thể coi coi như là nó đưa tới những cái chiến tranh và ông putin ông sẵn sàng là ông gây ra cái chiến tranh ông đã gây ra chiến tranh của ukraine và ông tìm cách ông lôi kéo trung quốc để gây ra cái chiến tranh thế giới à, Thì nhưng mà bên trung quốc hiện giờ họ còn khôn ngoan bởi vì họ muốn làm ngư ông thủ lợi họ bắt cá hai tay là thủ lợi từ nga và thủ, thủ lợi từ mỹ à, và họ là cái người mà gọi là dân gọi là hán tộc dân tộc tàu là một dân tộc mạnh và họ mà họ muốn có cái khả năng của họ là làm giàu bằng thương thương trường thương mại thành ra do đó họ bây giờ họ không muốn là dính líu vô những cái cuộc chiến tranh thế giới để mà họ có thể bị đánh thua hoặc là bị sụp đổ và do đó mà họ vẫn trong cái cuộc chiến Iran họ yểm trợ ông ông Putin bằng đầu ngô chất lưỡi chứ còn thực tế gọi là yểm trợ mạnh bằng vũ khí bằng tiền bạc phương tiện thì thì không. À, nhưng mà nếu mà để cho ông Putin mà ông thắng được Israel thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì ông tập cận bình ông sẽ thấy à Putin mà thắng được Ukraine thì mình tại sao mình không lấy đài loan? Tại sao mình không lấy biển đông? À, thành ra do đó mà nếu mà cái chuyện mà Putin mà thắng Ukraine nó sẽ là một cái hậu quả dây chuyền là nó sẽ có chiến tranh ở Âu Châu lớn ra hơn, chiến tranh ở Á Châu lớn hơn và đó là chính là cái cái đầu mối để đi tới cái thế giới đại chiến và cái thế giới đại chiến đó nó sẽ một bên là nga uh, trung quốc rồi uh, bắc hàn rồi iran rồi belarus và những cái quốc gia mà gọi là thân nga uh, bên này là bên Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia tây phương nhưng mà nếu mà Hoa Kỳ lúc đó mà đứng ngoài nữa là coi như là cái thế giới gọi là thế giới mà chúng ta biết tới đó hoặc là thế giới tự do dân chủ có thể nó sụp đổ Đấy. thì trở lại là trường hợp ở Mỹ này thì có vinh hướng thí dụ ông Mike Johnson là một cái ông dân biểu ông là sức thân luật sư ở phía Nam Alabama không ai biết đến nhiều nhưng mà ông là cái người MAGA Thành ra ông làm một cái khuôn mặt mà có thể thế được cho ông McCarthy mà MAGA cực đoan mát là và một số những cái dân biểu của Đại họ ủng hộ được nhưng mà bây giờ trong các quốc hội thì cô biết trăm biết là nó rất là nhỏ mỏng bây giờ bên phía cộng hòa nó 219 bên phía dân à. chủ là 213 à mà nếu mà nó quốc hội 435 dân biểu mà nếu đủ 435 thì con số để thông qua được là 218 mới thông qua được một cái đạo luật mà bây giờ nó lại có 400 nó lại 432 à. thành ra 432 thì muốn thông qua là bây giờ cái là 417 là, là thông qua được rồi mà 417 thông qua mà trong khi đó thì bên cộng hòa là là 219 xin lỗi 217 là thông qua. 217 là thông qua được rồi mình có cộng hòa 219 thì đó cộng hòa nó chỉ có hai được có hai phiếu <laughs> là, là để để trên cái con số để được thông qua. À, thành ra trở lại cái petition cái là discharge petition đó là <laughs> bởi vì ông John Mike Johnson á ổng khi mà cái cái luật mà của, của hai đảng lưỡng đảng ở trên thượng viện họ ngồi họ làm việc với nhau để mà họ có một cái gói gần 100 tỷ đô la để giúp cho Ukraine giúp cho do Thái giúp cho Đài Loan và ừ, trong đó có vấn đề biên giới nữa thì gói đó là cả hai đảng ở trên thượng viện thông qua thì thông qua rồi thì ông Mike xin ông đó là sẽ doa do uh, uh, dead on arrival Không tức có cửa, là, là, là đi tới à. đi tới cửa ổng là phải chết liền tại chỗ là do đó khi tới ổng thì ổng ngâm, ổng yeah. ngâm bây giờ muốn khỏi có ngâm á, thì dĩ nhiên là phải có đa số trong quốc hội để bỏ phiếu để mà bypass cái cái, cái, cái committee cái quỹ ban mà đứng ngâm cái cái, cái đó thì là nó gọi là cái đề thí sinh để để làm sao để có được hiện giờ phải 217 trở lên để mà có để đưa cái đưa cái luật đó ra nhưng mà qua những tin tức thì chúng ta thấy rằng bên cộng hòa có ít nhất là khoảng 10 dân biểu để ủng hộ cái chuyện mà viện trợ cho Ukraine, thành ra do đó vấn đề là làm sao đưa cái cái sạc chặt tí sinh để để nó đưa để nó thông qua cái đó để mà đưa ra ngoài cái floor tức là cái hạ viện. Bây giờ hạ viện thông qua thì thượng viện đã thông qua thì hạ viện thông qua tức là gọi là đi tắt để mà đi đi vòng không cần phải chờ cái ông Johnson đó. Vâng. Thì thì trở lại vấn đề là hiện giờ là bị vì ông Mike Johnson ổng là một thành viên của Maga thành ra ổng đi ngầm nhờ là vâng. nó mới, mới ngán như vậy thưa cô. vâng và cũng như là trở lại với cái cái vấn đề được đặt ra hồi nãy tức là chuyện gì xảy ra nếu như Putin thắng ở ukraine thì thưa quý vị theo phân tích của Forbes nếu chúng ta nhớ lại lịch sử châu âu trước đệ nghị thế chiến đặc biệt là cái cuộc tiến quân của Hitler với tư cách là lãnh đạo của đức quốc xã chúng ta sẽ thấy một cái sự tương đồng với những cái việc làm của ông Putin ngày nay với cuộc xâm lược Georgia, rồi Moldova, rồi việc sát nhập Crimea, cuộc chiến 10 năm ở Donbass, ở miền đông Ukraine, rồi cuộc xâm lược phần còn lại của Ukraine trong hai năm qua. Chúng ta biết là hơn 50 triệu người đã chết vì đại nhị thế chiến. Như vậy thì điều gì đang chờ đợi chúng ta trước mắt trong cái kịch bản này? Cũng theo phân tích của Forbes, Chiến thắng ở Ukraine cho Nga có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức. Không nhất thiết là phải có lá cờ Nga cắm ở ngay Kiev, mà có thể liên quan đến một cái cuộc thay đổi chế độ, rồi thành lập một cái chính phủ bù nhìn ở Kiev, và Ukraine xem như là bị tách rời khỏi phương Tây. Nếu như Nga đạt được các mục tiêu chính trị của mình ở Ukraine bằng các biện pháp quân sự, Forbes nói là hơn 20 triệu người Ukraine sẽ chạy trốn về phía Tây và chi phí để hỗ trợ họ có thể vượt quá 1.000 tỷ euro mỗi năm. Và cho dù chỉ có 3 hay 4 triệu người dân ra đi thì gánh nặng cũng sẽ rất là lớn. Và đó chỉ là những cái hậu quả nhập cư do sự thất bại trong vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Mà nghiêm trọng hơn là không chỉ khả năng lãnh đạo của Mỹ ở châu Âu bị suy giảm mà Liên minh châu Âu và khối NATO cũng bị suy yếu trong khả năng bảo đảm hòa bình cho toàn lục địa này và như hồi nãy tiến sĩ nguyên có nói sau khi putin chinh phục ukraine nhiều khả năng ông sẽ không dừng ở đó ông sẽ tấn công các nước vùng baltic ở trong khối nato dưới danh nghĩa là bảo vệ cho người thiểu số nga ở đó và sau đó là ba lan và dù muốn hay không ngay cả khi ông trump trở thành tổng thống lần thứ nhì binh lính mỹ sẽ phải được điều động đến tham chiến ở trên đất châu Âu và có thể là châu Á nữa nếu như Tập Cận Bình đánh Đài Loan. Cho dù Trump có rút khỏi NATO để mà trốn tránh trách nhiệm cũng không xong. Một khi Putin bắt đầu tấn công các nước NATO hay là Tập Cận Bình đánh Đài Loan, Mỹ sẽ không thể khoanh tay ngồi yên. Áp lực sẽ rất lớn để mà Mỹ phải nhảy vào. Thế giới sẽ bị lôi kéo vào chiến tranh. Thế chiến thứ ba có thể nổ ra giữa các cường quốc nguyên tử và Forbes nói là có thể thấy trước những cái tổn thất về tài chính, về kinh tế và xương máu sẽ rất là lớn. Và như vậy thì để kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin nhắc lời phát biểu của hai vị cố vấn dưới thời Trump. Vị đầu tiên là tướng McMaster. Tướng H.R McMaster ông này từng là cố vấn an ninh dưới thời Trump. Thưa quý vị, tướng McMaster nói là ngừng viện trợ Ukraine là dâng một cái món quà cho trục xâm lược Vladimir Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong Un và chế độ thần quyền Iran. Tướng McMaster nói là các đối tác và đồng minh sẽ mất niềm tin vào sức mạnh của Mỹ, trong khi những kẻ xâm lược thì trở nên thêm liều lĩnh. Và thêm một vị cố vấn, đó là bà Fiona Hill. Đây là một chuyên gia về Nga và là cựu cố vấn cao cấp cho cả các Tổng thống Dân Chủ lẫn Cộng Hòa bao gồm cả dưới thời ông Trump, thì bà Fiona Hill đã nhắc lại việc là trong hai năm qua, ông Putin khi mà thiếu đạn dược, thì ông yêu cầu sự hỗ trợ từ hai quốc gia gọi là bất hảo của thế giới đó là Iran và Bắc Triều Tiên. Như anh Nguyên có nói, Trung Quốc thì cũng rất là khôn. Mặc dù không đứng trung lập nhưng mà vẫn tiếp tục dành cho Putin hỗ trợ về kinh tế, về chính trị, về tinh thần mặc dù không có không có dám tiếp tế vũ khí. Và nếu Putin thắng ở Ukraine sẽ là tín hiệu bật đèn xanh cho các nhà độc tài có thể dùng võ lực thôn tính các nước láng giềng nhỏ bé và tập có thể tiến tới đánh chiếm Đài Loan, ngay cả Việt Nam. Và đó là lý do tại sao Nhật Bản và Hàn Quốc đang hết sức cố gắng giúp đỡ Ukraine, bởi vì họ nhận ra những cái tác động tác động địa chính trị lớn hơn của việc để mất Ukraine. Và cũng theo bà Hill, viện trợ quân sự cho Ukraine được xem là một trong những cái chính sách ngoại giao thành công và ít tốn kém nhất của Mỹ trong hai năm qua. Viện trợ cho Ukraine chỉ là một cái hạt cát đối với ngân sách to lớn của ngũ giác đài. Mỹ chi ra chỉ khoảng tương đương có 5% ngân sách ngũ giác đài mà lại giúp phát triển kinh tế Mỹ. Hàng triệu người Mỹ có công ăn việc làm, không tốn một giọt máu Bình lính Mỹ giúp Ukraine bảo vệ nền dân chủ của họ để mà các nước độc tài Nga Trung không dám lấn lướt, những cái nước khác duy trì an ninh hòa bình thế giới, củng cố uy tín chính trị và quân sự của Mỹ ở trên trường quốc tế. Thành công này sẽ không còn tiếp tục nếu như hạ viện Mỹ cứ cúc cung làm theo lệnh của ông Trump để mà các viện trợ Ukraine và buộc các đồng minh ukraine và đài loan phải tự lực đương đầu với các kẻ thù to lớn và tham lam và bà hiếu nhấn mạnh nói là quyết định ukraine thắng hay thua hiện nay gần như là hoàn toàn nằm trong tay người mỹ và người mỹ mà chính xác là người cộng hòa họ phải lựa chọn đi với nước mỹ hay đi với donald trump đi với ukraine chọn lựa bảo vệ tự do hay đi với putin và ngả theo độc tài và đàn áp. Xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên đưa lời kết cho chương trình. À, vâng, cảm ơn cô Vĩ Trâm. Cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ à, thì chúng ta thấy đảng Cộng Hòa có một cái lợi thế nội tại ở trong cái cuộc bầu cử mà gọi là bầu qua cử tri đoàn. Thành ra do đó mà chúng ta thấy lịch sử Hoa Kỳ tổng thống bên Cộng Hòa nhiều hơn là tổng thống bên Dân Chủ. Mặc dù cái số phiếu của Cộng Hòa thường thường ít hơn số phiếu Dân Chủ. Tôi lấy thí dụ là 10 tiểu bang đỏ ở bên trong nước nước Mỹ thì có khoảng 40 triệu người, California một tiểu bang chỉ 40 triệu người. Thì số dân biểu sẽ bằng nhau còn phải khoảng là khoảng 58 dân biểu. Nhưng mà số nghị sĩ thì bên 10 tiểu bang đỏ là là 20 nghị sĩ, một tiểu bang xanh của California có hai thôi. Thì thí dụ 58 dân biểu cộng hai nghị sĩ là 60, tức là cứ cử tri đoàn đó, đại diện cử tri đoàn đó, cũng 40 triệu dân mà bên phía xanh đó được 60 còn bên phía đỏ đó được 58 cộng với 20 nữa là 78 thành ra do đó mà thắng cử là thắng bằng cử tri đoàn mà cùng của một số dân 40 triệu mà một bên chỉ có 60 triệu đại diện cử tri đoàn một bên là 78 thì là 76 đúng là 78 thì do đó mà thường thường là cộng hòa có phui, có thể dễ thắng cuộc à, của bầu cử vừa rồi năm 2020 thì mặc dù thắng cử tri đoàn ông, ông Biden. 7. vẫn là thắng 300 thắng 316 nhưng mà có số phiếu để thắng đó, số phiếu gọi là phổ thông đó, thì khoảng 7 triệu Vậy. nhưng mà số phiếu để thắng cử tri đoàn đó, thì chỉ khoảng 40 ngàn là. thành ra do đó 40.000 ngàn nó nằm trong những tiểu bang sắp ngửa mà nếu mà bốn 000 ngàn trong năm nằm tiểu bang sắp ngửa đó mà thua qua bên công hòa là là mất cái, cái, cái là cái mất cái cái ghế cái, cái, cái thông thống. thành ra do đó để cuộc bầu cử sắp tới đó. nếu mà bên phía xanh mà không đi bỏ phiếu nhiều à, và những tiểu bang sắp ngửa mà nếu mà không thắng được vài chục ngàn phiếu đó là có thể thua là. là trở lại vấn đề thì dĩ nhiên là nếu mà ông Cộng hòa nếu mà một người khác không phải là tổng thống Trump thì có thể là nó có vấn đề nó không có hậu quả, nó không có đáng lo lo lắng lắm. Nhưng mà nếu mà là tổng thống Trump thì giới như chủ trương ông đã nói trước và người ta đã có hỏi ổng là nếu ổng lên làm tổng thống nữa ông có độc tài hay không thì tới cái ngày thứ nhất là ông độc tài thì ông đó, ông rất xính độc tài và ông rất là ca ngợi độc tài là bây giờ ông muốn làm gì làm bằng rõ ràng độc 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 tài là phải không chấp nhận hiến pháp không chấp nhận luật pháp mà chính vì không chấp nhận hiến pháp không chấp nhận luật pháp thì dĩ nhiên là bây giờ có rất nhiều vụ kiện là bởi vì nó cứ vi phạm vô hiến pháp và luật pháp thì nó trở lại là chúng ta ca ngợi, chúng ta là những người tị nạn ở Việt Nam qua, chúng ta ca ngợi cái nền dân chủ pháp trị và chúng ta chạy trốn độc tài. Và những độc tài như bên Việt Nam đó, thì nó họ nghèo, họ nó, họ nó chiếm ở Việt Nam giàu. Bây giờ Nga đứng nghèo, đứng bên chiếm một cái Ukraine giàu để mà coi như là để mà hưởng cái sự giàu thịnh của cái nước mình họ xâm lăng. Là đó do đó để bảo vệ cái cái dân chủ pháp trị của Hoa Kỳ thì chúng ta phải làm phải, đi bỏ phiếu và bỏ phiếu để mà bảo vệ nó chứ không phải bỏ phiếu để mà xây dựng độc tài và dạ thưa con. Vâng, xin cảm ơn phần phân tích rất là sâu sắc của tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Cảm ơn ông đã giúp thực hiện chương trình ngày hôm nay và cảm ơn sự theo dõi quý báo của quý khán thính giả ngoài kia. Và xin kính chào, tạm biệt.